Ôi, Ly ơi, Ly, ra đây xem là cô con rắn to quá này. Chết rồi, nó về nó phá hết chuồng vịt của chị em mình rồi. Tí này chị lấy cái cây về. Xuống nước đây rồi này. Nào nào em cầm cho chị cái máy đi để chị ấy nhá. Chị nó còn nước em sôi cho nhé. Dạ, nào ngủ dậy tay đỡ hơn nhiều chưa? Dạ, cũng đỡ hơn nhiều. Đợt này tay đau vậy chắc không đi rừng đâu nhỉ? Dạ. Đợt này ở đây, ở đây với chị, hai chị em thì làm quanh quanh tại đây có việc gì chơi làm bạn với chị đỡ buồn. Thế nhiều quả nhở? Sai lắm, không phải được máy. Quá nhiều. Đây, nước sôi đây này. Ừ. Nước sôi luôn. Màu trong xanh nhỉ? Ừ. Mới rót vào nó xanh, về sau là nó tím rồi. Ừ. Ở màu cũng đẹp thật đấy. Ly ơi, nước được ở đây uống em. Dạ. Vị ngọt thế chị ạ? Ừ, nước này uống mát mà.
Đây rồi, xong rồi. Bộ chị sâu rồi. Sâu rồi này, tí nó làm cái rác nguyên lên trên bếp rồi để ăn cỏ. Thế này mang lên trên hông thì nó xong rồi. Ta chữa được cái làm sao rồi đó. Không nắng tí xong rồi làm xong rồi sàn nó còn hơn. Xanh luôn. Đưa đây hả chị? Ít mộng nữa. Dạ, có ngồi đưa mau rồi tí mộng. Cho em. Cho đấy chị ạ. Cho phen đây.
Ừ. Em ơi, lấy dồn vào đây cho chị. Dồn vào đây là phách ra tay đây. Dạ vâng. Thế thì chiên cả xào đi. Làm đều lên em ạ. Cho khói nó tỏa ra đều. Rồi củ vào thang thôi. Thank you.
Dạ sắp xong ở đây chị ạ. Những tre này làm bờ rào cắm xung quanh cho nó là. Cái này 500 em ạ. 500 ạ? Ừ. Cái cá đẹp lắm. Nào em không đủ 500 làm nào. Không đủ 500 á? Mai lại lên lấy tiếp. Ừ anh xin nhá. Đấy, hai chị em thả đúng vui à? Vâng ạ. Rồi thôi anh về nhá. Vâng, em cảm ơn nhá. Rồi rồi. Ở đây nhiều cá sở thích đấy chị ạ. Ờ bắt những con cá chấm to ra đây chị thả ra đây. Wow. Này to thế đấy. Thịt được chưa? Được rồi đấy chị ạ. Xong rồi đấy. Ăn được chưa? Trong đây là thịt thơm lắm chị ạ. Màu đẹp thế nhỉ? Vâng. Mua, 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 mua. Ê, mua đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đỏ màu đẹp nhỉ. Ngon lắm nhỉ? Ăn đi. Vào. Come on.
lô cái ống cơm này nhỉ. Cảm ơn. Nhưng có làm miếng cơm không? Đó đó. Ăn lên vào đó ấy. Kiểu mình thịt. Em bảo đang nhìn nè. Cho em bảo miếng. Cơm phải bỏ cơm. Đó, cơm. Này, cho em bảo miếng vào miếng. Mua mẹ. Hoan cơm, nó có mùi. Mua đang bán thịt. Thank you.
luôn này, chị đi luôn. Thank you.
Đậm đà quá đó. Thế thì thế đó. Chị ạ. Ăn miếng to quá. Cay. Chua. Vừa chua vừa cay ấy chứ. Ăn đâu biết đấy nhỉ. Wow. Chị ơi, tối chị em mình đi săn đi. Đi săn á, hôm nay phải thế phải đi chuẩn bị làm súng thì mới có gái đi săn được. Thế chị em mình đi luôn đi.
Đi, hai chị em mình đi chuẩn bị cây tre xong rồi chặt nó xuống. Dao chị để đâu? Thank you.
Chị Yến ơi, đến giờ đi săn rồi thì đi thôi. Ơ, chuẩn bị đồ ơi. Lạnh lạnh ấy, lấy cái áo mặc cái đi. Ừ. Tối hôm nay rồi mưa mưa là lạnh đấy. Nghe thấy con gì chưa? Chưa, ở đây có con cua nữa. Ê, chuối này. To thế. To nhở. Bắt được ít về làm bữa canh thì ngon đấy. Ui, đây con cá to lắm kìa. Nó đâu chị? Chị vừa nhìn thấy nó đây Ly. Rõ ràng chị vừa nhìn thấy cái đầu nó lên ngoài lên đây rồi. Ủa, đi tìm cái khác đi. Cầm hộ chị mày. Mẹ chờ tí để lấy cái dây để sâu đúng không? Con này là nó thành rồi, to chưa? Cầm một chị đi nhá. Dạ.
Cái nướng cơm này thôi. Nướng vài con nữa. Ừ. Bình tĩnh, bình tĩnh, không có nó sầm nhất. To thế. Ngon chưa? Để cái dây đi này, bọn đang dây con cá ở đây đâu rồi? Để cái gì khác. Để sau đi hết con cá đi hết. Ui, có thế. Cái sau cá này chị xiên vào. Đây đây. Được mấy con rồi, con rồi thì về thôi. Em mình đi lục lúc nữa đi. Dạ. Đi lục lên trên đi xem còn bắn thêm mấy con nữa. Ừ. Dễ mạnh quá. Rồi, đưa đi, anh cầm cho. Hãy cầm một chị. Dạ. Chị nhận đi, đi lùi đây đi.
Dạ. Ôi. Ly ơi, Ly. Ra đây xem nó có con rắn to quá này. Chết rồi. Nó về nó phá hết chuồng vịt của chị em mình rồi. Tí này chị lấy cái cây này. Ấy nó bỏ đuổi nó đi chứ. Trời ơi, hiểm quá. Rồi tới thế. Nó xuống nước đây rồi này. Nào nào em cầm cho chị cái máy đi để chị ấy nhá. Dạ vâng. Rồi tới thế. Bắt nó đi. Nước nó lạnh này, nó to rồi bắt này. Hôm kia chắc nó bị nó cắn rồi kìa. Đau quá, đang nằm ngay từ bấy rồi. Ừ. Ủa, thấy nó chưa? Nhiều quá. Cho nó lên đây chứ, xuống nước khó bắt á. Ừ. Ở đây
vịt nào dám ở. Này bằng người chị. Ngon nhờ. Ngon này. Ôi. Giờ mang đi đâu thả được? Để xa xa nó ra chỗ này ở. Gần đấy ngồi cái gì đó. Nặng lắm. Thả tận ở trên đồi chứ cho nó không dừng. Nó đi xa xa chứ để gần đây nó phá ra thì mình không nuôi được đâu. Ừ, thả đi cho nó về rừng. Muốn tránh nhanh nhá.
Rồi, chị có gói lò xịn hết. Ờ. Rồi, đẹp nhở? Ui. Thơm nhở? Ủa, nó thơm rồi chị nhỉ? Ừ. Mùi thơm phức luôn. Này, cho em này. Dạ. Ủa, nhớ lạc nhỉ? Để đây để cho chị em cùng ăn. Ừ. Ừ, ngon hơn nhỉ.